Chào bà con, chào các bạn. Thì hôm nay mình quay clip này cho bà con xem, thứ nhất và cho các chị em phụ nữ nè, cái thứ hai nữa là những bà nội trợ, và cái thứ ba là cho những người mà hay thích ăn bơ. Thì clip này mình quay cho bà con á, thứ nhất là cách lựa chọn bơ sáp khi mà đi tới đại lý hay là tới đâu mua bơ để làm quà hay là mua để cho người thân á. Thì ai cũng muốn mình lựa chọn những cái bơ ngon nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bơ sáp để khi mà ăn thì để cái người ăn họ thích thú với cái bơ gọi là bơ sáp. Thì clip này mình quay thực tế là vào một cái vựa bơ, nói chung bơ rất là nhiều, nhìn rất là hoang mang, mình không biết lựa cái bơ nào. Nếu mà hỏi chủ quán thì họ sẽ kêu cái bơ nào cũng là bơ sáp hết, mà nhiều quá họ không biết lựa hàng nào. Nhưng mà đối với mình là một người nông dân hay một người đi mua hàng á, thì mình tư vấn đó, vô mình nhìn nhiều bơ quá mình cũng rối. Thì mình quay clip này mình hướng dẫn cho các bạn khi mà mua một cái bơ á, em biết cái bơ nào là bơ sáp. Thì việc đầu tiên á, các bạn đừng nên lựa chọn cái bơ đẹp. Cái bơ đẹp chưa chắc nó đã ngon, da nó đẹp nhưng chưa chắc là ngon, cái nào càng xấu nó càng sáp. Đó là cái điều mình khuyên các bạn á. Cái vẫn có loại bơ da đẹp nó sáp, nhưng mà cái việc mà bơ da nó xấu thì vẫn ngon hơn. Đó, như cái bơ này mình cắt vài con xem, cắt ra nhìn cái vỏ này mình đảm bảo các bạn là 100% là sáp đó. Nó xem cắt ra cơm sẽ rất là vàng, rất là sáp đó. Cái bơ này là sáp 100% đó. Thứ nhất yêu cầu là các bạn nhìn cái vỏ bơ, cái vỏ màu nó hơi sậm này, nhăn nhăn á, với lại nó có những cái lớp bong bong á. Trứng nó hai loại, một loại trứng xanh, một loại trứng tím. Thì cái trứng xanh thì nó hầu như là 80% nó là bơ sáp rồi. Cái thứ hai nữa, cái da bong bong á, mà đừng nên lấy da trắng nha, da càng trắng là bơ càng dở. Còn bơ mà da bong hoặc da xanh á, thì nó là bơ sáp. Thì cái này mình cắt cái thứ hai cho các bạn xem nè. Cái này thì mình cũng là cái bơ sáp, cắt rất là vàng, luộc rất vàng, da một cái tím sẫm á thì nó là bơ sáp. Còn mà da mà cứ xanh xanh trắng trắng thì hầu như là bơ nước. Thì bơ thường ở Đắk Lắk á, thì lúc nào cũng có thương hiệu của nó là bơ sáp Lắk có. Như cái bơ này các bạn xem, vỏ mỏng, cơm rất là vàng. Thì đây là mới là mình cắt hai cái bơ thôi, mình sẽ cắt ngẫu nhiên những vỏ bơ mình nhìn thấy là mình cho là sáp. Thì là con xem này, mình lựa từng cái, không phải cái nào mình cắt đâu, vì cái việc lựa chọn bơ sáp rất là khó. Đối với chị em phụ nữ khi ra chợ mua thì nó rất là khó. Đây, quả bơ này da nó sầm sầm bong bong này, mình cắt tiếp cho bà con xem. Thì cái việc lựa chọn bơ này nó rất là đầy cái kinh nghiệm, chứ chúng ta cắt đến cắt đại, chọn đến dòng đại chắc chắn sẽ không ra bơ sáp. Khi ăn chúng ta sẽ có vị không có đậm đà. Đó, quả bơ mình cắt vào xem, trái rất vàng, cơm vàng đó. Thì toàn bộ clip này nãy mình quay á, mình cắt ba trái bơ, hầu như là trái bơ nào cũng vàng hết. Thì mình quay cho bà con xem á, với các bạn ngồi chợ với chị em phụ nữ xem á, thì hãy đăng ký kênh đã theo dõi một cách lựa chọn trái cây nào đã ngon, một cái thương hiệu của trái cây trên mùa Đắk Lắk. Làm thế nào mà khi chúng ta đặt niềm tin vào cái hàng phẩm là sạch, không thuốc, không chất bảo quản, thì những cái hàng này á, thì mình cam kết hầu như là 100% là tự nhiên, là khi mà hái về là cho đóng bọc và gửi đi cả nước. Thì qua đây các bạn có ai có nhu cầu mà lấy bơ hạt số lượng lớn nha, chứ 1-2 kg là không có ship, thì gọi số điện thoại dưới để mình được tư vấn cụ thể hơn và cách lựa chọn bơ sáp. Thì clip này mình quay rất là dài, quay từng cái bơ chi tiết, nên ai có nhu cầu á, mà lựa chọn bơ sáp á, thì có thể học hỏi qua clip này mình quay và con xem. Thì nếu mà chị em nào muốn cách xay sinh tố bơ á, hay làm thế nào về bơ á, và các công dụng của bơ á, thì cũng nên đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Đó, cái dạng bơ bông này á, mình cũng cắt cho bạn xem nè, bơ bông này cũng rất là sáp bông. Còn những bơ bông mà dài á, cuống nhỏ, mình khuyên các bạn đừng nên mua, vì nó cái độ sáp của nó không nhiều bằng cái bơ bầu. Cái bơ bầu hoặc bơ tròn nó ngon hơn cái bơ đầu nhỏ. Còn những cái bơ mà tròn á, tròn mà da trắng á, thì cái bơ đó nó dở rồi, nó không có ngon. Mà bơ mà tròn á, mà da sậm sậm xanh xanh á, thì nó lại ngon. Nó như quả bơ này mình cắt các bạn xem nè, bầu dài rất là ngon. Thì nãy giờ đây mình test cho các bạn xem trực tiếp tại cái chỗ mình mua bơ. Tuy nãy giờ mình cắt rất là nhiều, chắc chủ quán họ cũng nóng ruột vì vừa bơ kỹ quá mà trái nào cũng cắt hết, cắt chủ nóng mặt luôn, mình cũng nóng theo luôn. Đây, con cơm rất là vàng đó, mà xem này. Thì thông thường cái bơ thường chúng ta đẻ thì tầm 4 đến 5 ngày là nó chín rồi, nó chín thì chúng ta ăn được. Thì nó khác với bơ bút và một số loại bơ khác thì nó đẻ tới 10 ngày nó mới chín. Thì với điều kiện khí hậu ở Đắk Lắk á, thì tất cả loại bơ đều đẻ từ đêm thứ tư đến thêm thứ năm là tự động nó chín, không phải xử lý bất kỳ một loại thuốc nào hết.
Thì gần đây thì một số nhu cầu của bà con á thì cũng ảnh hưởng đến thương hiệu của trái cây Thêm Một Lát, hoặc là những cái dòng trái cây bơ của Đắk Lắk á bị nhúng thuốc, thì bà con cũng lo sợ là không có dám ăn cái mặt hàng về bơ vì xử lý thuốc. Nhưng bên trái cây Thêm Một Lát vẫn cam kết với các bạn rằng là sản phẩm luôn sạch, luôn tươi, không có chất bảo quản, và nông dân hái về á, đó mình cũng quay vào con xem, hái về là đổ ra là xử lý công đoạn đóng thùng rồi đi luôn, không có làm gì hết, thùng đóng hết đó. Như cây bơ này cũng rất là ngon nè, mình sẽ cắt trực tiếp cho bạn xem luôn khi anh này anh vừa hái về. Thì bơ hầu như là chị em phụ nữ đó là chúng ra cứ lựa cái to đẹp nghĩ là ngon, nhưng chị em phụ nữ không có nghĩ cái to đẹp là ngon. Mình khuyên những cái da bông á mà nó sậm tối á, hoặc những cái da mà nó nổ sần sùi càng xấu càng tốt, cứ xấu cỡ nào là ngược lại là nó ngon cỡ đó, nên đừng có ham cái to với cái đẹp. To đẹp là để nhìn thôi, còn để ăn thì nên lựa những cái xấu xấu á là chúng ta ăn. Như với cái da bông bông này nè, mình khuyên các bạn là mình cắt trực tiếp và ăn xem luôn, nó rất là ngon, vàng đẹp. Những cái da bóng mà bóng sậm á, hạt chín xanh á, là những cái loại bơ đó là chúng ta đập vào mắt chín xanh là chúng ta bắt liền ăn thôi, vì nó rất là dẻo và sáp. Đó, như bơ mình cắt bạn xem nè, da bông như lại là tím đó, cắt ra ruột rất là vàng đó, ruột rất là vàng đó, vàng mà lụa rất là đen. Già cái bơ này tầm 2 bữa là chín hết rồi. Thì qua clip này á, các bạn vui lòng đăng ký kênh, thì để tiếp theo cập nhật những cái loại trái cây như sầu riêng, đồ mãng cầu đó, thì mình sẽ đưa ra những cái phương hướng và những cái cách chọn cho chị em chúng ta khi mà đi chợ để mua những cái sản phẩm ngon, tươi, sạch. Và các bạn xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo bên trái cây Thêm Một Lát. Xin cảm ơn các bạn.